ăn gì, bà nội mình ăn cái đó. U là trời đất ơi, sáng sớm ai mà gửi tôi cái thùng gì để trước cửa gì không biết nữa. Tôi vội chạy ra tôi mở liền đó mọi người. Trời đất ơi, mở ra thấy hết hồn con tròn hết trơn. Ôi trời ơi, ảo thật đấy. Trời đất ơi, thì ra là con ốc dầu dôi, hay còn gọi là con tu hại đó mọi người. Nói chứ con này hồi tối mới điện Sài Gòn gửi xuống đó, mà có nết ghê gửi cái dục trước cửa nhà không nói tiếng nào trơn hả. Dôi, ăn không, ốc. Dôi, dôi. Dôi. Vôi, vôi. Ốc dầu dôi. Ờ đúng rồi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Trời đất ơi, biết sao em mua con này không mọi người. Trời, tại bà nội của em á, bà coi tivi bà thấy con này bà sợ dữ lắm. Em tưởng đâu bà sợ thiệt, ai về mua về thấy mặt cũng tính queo hả. Thì ra là chơi trò dư đông kích tay, nói là sợ để cho tôi mua về chứ gì. Quay lại chương trình nấu ăn bữa nay nha mọi người. Thì cái con này mình sơ chế cũng dễ thôi, mình gưới nước sôi là bắt đầu cái nó lột ra như nó thun rút như nè mọi người. Đó, bắt đầu khi mình tách ra nè, tách cái vỏ ra xong phải không, bắt đầu một hồi mình tách hết hai cái bên này ra nè, cái mình lột cái da nó ra nè. Trời đất ơi mọi người, nhìn nó ghê lắm. Trời ơi, nhìn nó mắc cười lắm ha. Thiệt á, em ngồi em mần cái con ốc này xong em cười ngất luôn. Rồi sau khi mà lột ra xong bắt đầu mình sẽ cắt nó ra nha mọi người đó. Mình lấy cái gì, cái ruột hay là cái cục gì đó của nó ra nè. Rồi xong mình để riêng nó ra đi, mình nướng cái phần này thôi. Thật sự mà nói nha, con ốc này muốn cho nó dai thì mọi người phải rửa thiệt sạch nè, xong mình ngâm với nước đá một tí xíu. Tại nó dai giòn sừng sực luôn mọi người ơi. Mà công nhận nha, gửi từ Sài Gòn về đây mà nó còn tươi xanh nè, trời sống nhăn luôn. Con đực à cái. Sao không biết cái con đực hay con cái? Con mà nội còn không biết con đực hay con cái nữa, mình nó hỏi con này con đực hay con cái. Rồi nhìn con biết được cái cá không? Con này cũng vậy đó, nhìn biết được cái con cái. Con ốc mà hỏi được cái cá hay biết đường chỉ lường. Sau khi mà sơ chế xong tôi chạy tưng ra ngoài tiệm tạp hóa kế bên nhà nè mọi người đó, ra làm quen hàng xóm đồ luôn. Ra mua 5.000 bạc đậu phộng chứ không làm gì chân. Ốc này thường người ta ăn sashimi, người ta luộc đồ đó, người ta hấp đồ đó, còn tôi về tôi nướng mỡ hành. Trời đất ơi, khét hết rồi. Sao vậy? Trời hết hồn gì, khét hết chân rồi. Trời đất, em thui không khét. Trời ơi, không khét, vậy là không khét. Kìa. Nó nóng. Đó, vậy không khét chưa? Không khét dữ chưa à? Rồi xong tới công chuyện luôn. Ta nói trời đất ơi, để hồi người ta gan cho không chịu, rồi vô gan, gan xong rồi nó khét đen hết trơn vậy. Rồi cái khúc này là cái khúc làm mỡ hành rồi đó mọi người. Đó bắt đầu hồi mình đổ lên con ốc đó. Đó rồi ốc mình đem lên mình nướng nha. Mà nướng bằng lửa than đi, ăn cho nó ngon. Nó hơi dày, nướng hơi lâu thôi nhưng mà nó ngon lắm. Cắt cái nhà xong rồi giờ thấy em đen thiệt á, em đen hơn mấy ông thợ hồ luôn á. Trời ơi kìa, trời ơi thiệt á. Nhìn vô tưởng đâu dầm xương giải nắng đồ đó he, rồi trộn hồ rồi riêng gạch đồ đó, đâu có đâu. Ở trong nhà không đó mà sao không biết, nó đi ăn giữa gì không biết luôn. Rồi sau khi mà ốc chín rồi đó mọi người, cắt ra thành từng miếng nhỏ nha, ăn cho nó dễ. Xong rồi mình gưới mỡ hành lên nè, rồi gưới miếng đậu phộng lên, mình nướng tí xíu nữa là nó ngon rồi đó. Trời ơi mọi người ơi, nhìn thấy nó có ngon quá không dạ? Cái mùi thơm không có cưỡng lại được đâu nghe. Trời đất ơi, nó bay nguyên cái nhà thơm quá thơm đi. Bữa nay quen nhà mới không biết mọi người có quen chưa, nhưng mà em sợ bà nội em không có quen nhà đó mọi người, nên là em phải cắt cái nhà lá ngoài sau vậy nè cho bà ở. Đó lâu lâu cái ra ngồi nhìn cái nhớ là cái nhà cũ cho đỡ nhớ. Chứ trời đất ơi, em đó mọi người nghe nha, người già lớn tuổi đó mọi người, ở chỗ nào quen chỗ đó à, ở chỗ kia lâu quá rồi giờ cái qua chỗ này cứ sợ không quen. Em cắt cái nhà lá này không biết có quen hay không nữa, chứ ở đây không mà không ở chính khúc nhà tường nha. Rồi quên nói cảm nhận cho mọi người nghe luôn đó. Thì ăn con ốc này thì cảm nhận nó như vậy nè. Dài quá. Thật sự là nó dai luôn mọi người, không biết là do em nướng quá chín hay là do con ốc nó dai nữa luôn á. Ta nói nó nhai mà buồn ngủ luôn đó quý vị. Rau hàng quá dai.